với sầu riêng sinh trưởng ở vùng đất Đông Nam Bộ. Khi cây bước vào giai đoạn chuẩn bị làm bông, nhà vườn cần chú ý kỹ thuật gì để cây ra bông tốt? Những nội dung này sẽ được giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn và phân tích cụ thể trong chương trình Canh tác thông minh ngày 4 tháng 12 năm 2022. Phân bón đầu châu và đồng hành của nhà nông.